Tết. Như vậy là hết Tết rồi. Và mình đang có mặt ở đây đó là đường Tân Phước Thiết. Khu này là khu chợ Tân Phước Thiết. Thì mọi người thấy đó, buổi sáng thì chợ cũng khá là tấp nập. Do là phố dưới này là cái khu dân cư, với lại phần ở phía bên phải đó là một cái bậc địa nằm theo đường sông, nên thoáng hơn so với cái ở phía dưới kia. Thì bây giờ là mình sẽ chạy qua bên đường mình đứng hết, sau đó thì mình sẽ dầm xuống ở dưới nhà bè để mình quay. Hôm nay nắng dịu rồi, rất là nhẹ luôn, nắng rất là nhẹ. Tết chào gần nhanh quá hả? Mới là mấy ngày trước bằng Tết. Mấy ngày nào mới bắn pháo bông đùng. Mà bây giờ chẳng còn ai nhắc gì đến Tết cả. Vậy là theo một cái Tết cũng trời qua. Đường Tân Phước Thiết và sau đó thì sẽ đến cầu Tân Thuận. Từ cầu Tân Thuận thì mình sẽ chạy về phía bên quận 7 và sẽ ra được đường Hồ Chí Minh. Đó là cái nơi mà mình giữ hẹn. Công viên Đại Lịch Sử và một buổi trưa bây giờ là cũng 11 giờ, cũng đó còn sớm đâu. Và đây là cái nhánh để mình rẽ ra đường
cầu Tân Thuận. Đó, ở phía bên phải cũng có bạn ở trong viên. Có những người thì họ đi cá đó, xong rồi họ thả cho nó đi dần 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 ở ngoài trong viên, cho nó ỉa, nó đi vệ sinh này kia. Do là đôi khi mà mình đi vô, đi trong những cái công viên á, vô tình mình đã phải thức chó, rất là mất vệ sinh. Chưa kể là mấy đứa mà nó nuôi chó trong cái xóm của mình á, thì nó nuôi chó xong rồi nó thả sáng, buổi sáng á, lúc mà người ta còn ngủ nó thả chó đi đá rong 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 ở trong xóm. Đá rong rong vậy mà nó không dậy nha, nó vẫn để như vậy luôn đó. Nếu mà chó nó bị ủi á thì nó hết thôi, nó hết tập đó chứ không phải gọi là nó hết sạch luôn. Bạn gì mà chó đá chạy nó lấy gì cũng luôn. Cái xóm mà mới một đứa nó chơi nó thả chó ra đá lấy nhà kia mà kia nuôi chó, cái nguyên xóm nó không chạy, lúc mà không nuôi chó thì chẳng có nhà mà kia. Tới lúc mà hứng lên nuôi chó thì nhà ảnh nuôi năm nhà hết ba nhà nuôi rồi. Nhà nó nuôi xong nó thả chó đá tùm lum rất là hay. Đường này cũng hơi đông, mình có thể thấy
tưởng là xe chạy sâu sát ngay. Nó lẽ như là sáng hôm nay được giờ, giờ rất là nó luôn. Còn có lại một phần nữa là người ta nghĩ đó, đó là người ta chỉ đi du lịch, đi làm đồng chơi, dạo phố đi ăn sáng, đi chơi, đi ra những cái trung tâm thương mại, cái siêu thị để người ta chơi. Giống như là ngày xưa mà bạn gái mình thấy rất là thích cái mà mình cũng dạo phố đi dạo phố bạn. Và đây là những cái đoạn đường mà mình hay dạo phố đi rất là thường xuyên luôn. Hầu như là cứ cách một ngày là mình dạo phố đi cái đoạn đường này. Và bây giờ thì mình lại tiếp tục đi được là đoạn đường này một mình và không có đi chung cả. Ta gửi hàng anh, ba cái.
ra thì mình sẽ vòng lại. Đoạn đường này rất là khó để vòng, do là đó, nhưng mà không sao, mình cũng đã vòng được rồi. Xuống nhà bè hôm nay là một ngày mát mẻ thì rất là đỡ để đi du lịch đúng không? Thì mình cứ chạy lòng vòng ở dưới nhà bè cho thôi. Mình đi lấy chồng thật là buồn, đường Phùng Tấn Phát nó dài luôn. Một cái đó là xe tải với lại xe lớn rất là nhiều ha. Có một chiếc xe chở xăng đó đang ở phía đằng sau mình kìa. Mình cũng nhìn gương chiếu hậu hết á. Cái này bởi vì nhìn gương chiếu hậu như vậy thì mình sẽ biết để ở phía đằng sau nó như thế nào. Nhất là khi mà đi những cái đoạn đường mà rất lẻ và
mình dừng lại, mình dừng từ đỏ rồi kia, thì mình lúc nào mình cũng phải nhìn cái khí hậu, bởi vì những cái xe lớn như thế này nè, nó băng 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 lên rất là ghê. Ghê luôn, nên bởi vì lúc nào cũng phải nhìn về phía hậu, nhìn cái cấp tiến, bởi vì mình cứ nhìn về ở phía trước là mình không thấy ở phía đằng sau của mình là xe nó có chạy lên hay không đâu. Mà đi xe thì nhất định là phải gắn hai cái gương mới được, chứ không thể nào mà gắn một cái, gắn một cái là nhìn nó xấu chiếc xe, với lại phần cái tầm nhìn nó bị hẹp.